Rồi bây giờ đây rồi 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 vô liền. Chú ba ơi. Thằng ba đổ chút ép. Cháu này khách thì đâu có. Đi mình chơi ngoài trước đi. Qua đây là con qua đây. Đi bước qua đây nè. Con qua đó không được. Đi bình thường. Bước qua đó là vòng qua đó đó. Bước xuống đó theo. Rồi sổ sách đâu, thư ký tôi đâu rồi? Bây giờ chưa xong cái lần quay cảnh đây. Quay cảnh ha. Gọi điện rồi. À không, để luôn, để luôn. Rồi. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật.
và kính thánh quý thầy quý sư cùng tất cả những chị đồng đạo và cùng phái đoàn cũng như là anh Kim Tiểu Long nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh được trở về đây và kính thưa cũng như là cô Dư là từ Bình Thủy trở về đây và sau khi được nhận qua cái nguồn tin rằng trở về nơi vùng bảy núi để trợ duyên cho tất cả các vị tu hành cho nên cô Dư tài trợ là 2 tấn gạo cùng với là 200 thùng mì và bên cạnh một số quý vị bằng thùng vương khác để trợ giúp trong một cái chương trình tham quan ngày hôm nay. Nhân sự phụng sự thì thành hậu được một cái duyên biết anh Kim Tiểu Long nghệ sĩ trải qua mấy năm trước anh em gặp nhau là một cái đầu quý vị mình xem YouTube của anh em là đang bị một cái cơn gọi là thiếu nữa là đại hùng thủy chút xíu anh em tôi là giờ này lên ngồi sáng ngày hết rồi tại vì tự nhiên trời qua quay thẳng không có chuyện gì xảy ra nghệ sĩ Tiểu Long lên kể chuyện xíu là tự nhiên có nhiều quá tay đen kéo cuồn cuộn giông to gió lớn chiếc ghe sắp sửa lặn ghe này đặc biệt một điều là nước nó cũng vô nhiều nó vô tại vì nó là chiếc ghe nó vô nhiều vô ra nhiều ra bên cạnh là có những chú ba hùng lúc này không biết làm gì hơn chỉ có niệm phật thôi thì niệm phật là có lúc này là không có diễn tả được thành hậu tới bây giờ mỗi lần gặp anh Kim Tiểu Long là nhớ tới một cái trận kêu bằng là xúc chết dạ và hôm qua thì anh Kim Tiểu Long có ghé nơi chỗ anh Ba Hùng anh chú Ba Hùng để cùng bà con và đặc biệt nhất đó là YouTube và câu phúng đăng lên điểm hơn tới giờ là gần 100.000 lượt xem rồi quý vị tức là kể lên cuộc đời của Kim Tiểu Long tự nhiên sau khai nhờ những chuyện gì đó thì thôi bây giờ đầu tiên thành hậu xin mời cô Dư là đại diện mạnh thường quân từ bên Mỹ trở về đây và cũng có lời để gặp gỡ cô bác bà con xin mời quý vị ủng hộ chào phóng tay và thôi là bây giờ cái lo nó bị mất sóng á đi xa quá đúng rồi vậy xem cái thùng qua đây luôn anh em ơi vì mất sóng nó ứng dụng sinh linh lo lên cảm ơn lo đỡ lên cái cậu này và tất cả các nghệ sĩ ở đây đến tham dự và cũng như thi và tăng cũng đến tham dự ngày hôm nay rất là hân hạnh và rất là lần đầu tiên mình gặp đông người như vậy cho nên rất là tốt. Nếu có chuyện gì thì quý vị quan thị bỏ qua cho, tại vì mình không có ngờ hôm nay mình gặp được các nghệ sĩ. Với tất cả các ông quý vị ở đây như là những cái người hữu duyên bữa nay tới đây có dịp để mà nhận quà đó thì nhờ quý vị cho nên mình có cái việc để mà mình phát quà. Tiếp theo thì chưa có cái nhà tài trợ của Dũng đem theo chưa có dung. Dạ. Thôi tiếp theo thì hôm nay nhân dịp thành hậu mình có mời chú Ba nè, rồi đặc biệt nhất là nhân vật hôm nay là có nghệ sĩ Kim Tiểu Long. Dạ. Bé gì? Kim Tiểu Ly để cũng như là gieo duyên tiền đến tất cả những con bà con. Thì xin kính mời chú Ba cùng cái đôi lời và sau đó Kim Tiểu Long để mà chở bà con. Quý vị sẽ nhận quà để gieo duyên cùng với nhà bà con.
mở dương hội càng phúc tay. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ kính đức thầy. Quý ông bà, cô bác, cùng anh chị em có mặt trong ngày phát quà hôm nay. Kính thưa quý vị, tôi cũng rất là được vinh hạnh Diệp Phúc trở về cái vùng núi non. Hôm trước tới nay Tuấn Dũng coi như cùng Thanh Hòa đã phát nhiều cái vấn đề và về cái chuyện chi con và thành viên. Nhưng hôm nay qua cái ngày Tết, nay là mùng 9, rồi tôi được tất cả anh em mời về để tham dự ngày phát quà hôm nay. Dưới ngọn cái vùng núi thiêng liêng linh thiêng và những gương mặt hiền hòa của các anh em, tất cả anh em tới đây nhận quà, làm cho tôi có một niềm sung sướng. Bên vậy mà anh em ban tổ chức cũng muốn cho tôi gặp gỡ bà con mình tiếng nói trước khi nhận quà của bà con xa gần ở đây. Thì kính thưa quý vị, thì trong này đặc biệt là có nhiều tu sĩ, người nghèo, tu sĩ và có quý vị sư tu ở Nam Cốc. Thì kính thưa quý vị, hôm nay đặc biệt là có Kim Tiểu Long từ đất Mỹ trở về quê hương và quay bên kia quay qua quay cho ngày ngày sinh quay luôn. Em biết con chen chút lắm hay là ở đây không? Tôi có gọi ông Tiểu Long và về cửa anh em, cho nên ngày hôm qua có tới nhà tôi để thăm Long trong dịp mùa xuân. Vậy thì hôm nay trước mặt con người và con rất kỳ tụ về đây với những cái gương mặt vui tươi, những nụ cười hớn hở, mời quý vị đón nhận những cái bài ca cổ của Tuấn Dũng và cũng như sư bá hồi sáng tới giờ. Nhưng mà hôm nay nhân dịp đầu quay là hình động tôi gửi gắm với bà con mình trong cái ý nghĩa của ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng ta là cười là cười trong tiếng khóc, vui là vui trong nỗi buồn và sướng trong cái nỗi khổ. Tất cả bà con ở đây chuẩn bị đón những món quà do sư cô bên Mỹ trở về. Đây là của người Việt Nam nhưng có sang nước Mỹ, có một cái kinh tế cùng thú hơn. Và hôm nay dân mình đã đón các phần của đồng chí mình chia sót cùng bà con mình mấy ngày đầu năm nay. Kính thưa quý vị, vậy thì bây giờ năm Thìn năm nay đó, quý vị mình thấy là mới có đầu năm thôi mà đón nhận biết bao nhiêu những con người đau khổ trong cái ngày trước Tết. Tất cả những người bông hoa và là nuôi trồng thủy sản cho đến cây trái là rất đau khổ trong cái vụ Tết năm nay. Lý do là tại vì tất cả những người làm bây giờ đang thất nghiệp, cho nên chợ búa không người mua mà đông người bán, vì vậy mà dân mình rất khổ. Cái thứ hai là mới đầu năm Thìn thôi là động đất bên đất Nhật. Và mấy bữa ngày bà con cũng coi trên mạng là cái vấn đề là lục lội ở cái vấn đề ngã ba Trung ương. Đây là một báo hiệu cho cái đời hạ quân sắp tàn và cuộc diện của quả đất của chúng ta sắp tới ngày ngoại diệt. Và nước thầy đã thấy lộ chúng ta mà cung bụng vào mòn, có nghĩa là bây giờ cái cõi đầu mình giống như là một cái đèn nó sâu dầu và nó hết dầu đang khô tim. Cho nên vậy mà hơi nữa đây, quý vị sẽ nghe Kim Tiểu Long kể cuộc đời nó khổ chưa từng có luôn. Đi đâu cũng gặp bạn đồng nghiệp ca sĩ nó khổ quá Kim Tử Long đâu, rồi gặp người nghèo cũng nó khổ quá Kim Tử Long đâu, rồi mấy người giàu cũng gặp Kim Tử Long nó khổ quá Kim Tử Tiểu Long đâu. Cho nên vậy mà Đức Thầy đã xác định với mình là ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Nên vậy mà quý vị tới đây là quý vị mình sở dĩ nãy nghe Tuấn Dũng ca rồi quý vị cười đó. Cười là khi nào quý vị nhà có đầy lúa, con mình làm Bình Dương về Tết này cho mình 100 triệu. Cười là khi nào trong gia đình chồng vợ thuận hòa, con cái có hiếu, xung quanh mình là những người đang hạnh phúc. Còn chúng ta cười trong tiếng khóc, cười mà chồng vợ gặp nhau lé dưới liếc, cười mà con mình bất hiếu, không lo sự sống cho mình,
Cười mà quanh mình bao nhiêu người đau khổ, cười mà ngoài kia Tiền Giang đang bị lụt, cười mà bên Nhật coi như là bị động đất, cười mà bên Trung Quốc, Ấn Độ giờ đang bệnh dịch và khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Cho nên hôm nay người ta ở nước ngoài, nhất là Việt Kiều yêu nước, họ nhìn về quê hương Bảy Núi, họ nghĩ rằng đây là một cái vùng đất thinh linh thiêng mà Phật Thầy đã giới thiệu, Đức Thầy giới thiệu mấy chục năm qua. Rừng lâm cây đá thấy ngày nay, một năm non có các đài. Cho nên vậy đây là trung tâm của đúng quả địa cầu. Cho nên vậy mà Đức Thầy cho biết cõi trung ương nhằm đất nước Việt Nam sao sẽ có Phật Thiên tại thế. Cho nên tôi nghĩ rằng tất cả những anh em xuất gia, những tu sĩ ẩn ở nơi vùng thất sơn này, quý vị mình phải thể hiện con người ở cái vùng linh thiêng mà coi như là đất Phật. Cho nên vậy mà quý vị mình nếu hàng xuất gia thì quý vị phải thiền định đến cái giai đoạn trí huệ thông minh, là dẫn dắt sinh linh đi tìm chân lý, đáp tạ lại tấm tình, làm chiêu cô thiền tính. Còn tất cả anh em tu cốc thuộc về tu tịnh độ thì lâu lâu ở nơi đất vùng Bảy Núi phải có một người có vãng sanh, có hào quang, phải biết trước ngày giờ để làm gương cho cái thế giới của chúng ta. Còn những người cư sĩ ở vùng đất thất sơn này là phải cái giữ cái đạo của Đức Thầy Tứ Ân và thập ác, không mười điều ác không vi phạm, và bốn điều ân chúng ta đền một cách đắc lực, để ngày mai đây khi Đức Thầy trở về núi này dở dở sẽ đền đài hiện lên cái vùng thất sơn này, và Phật mười phương thần thánh chúng đây mở cái hội thông qua để chọn người hiền lập đợi cuộc đời thánh đức. Nếu quý vị mình ở tại ngay cái đền đài của Đức Phật, của Đức Thầy, mà quý vị nổ tung ra, quý vị bay theo đá là nói chung uổng cuộc đời tu của mình nghe quý vị. Cho nên vậy mà quý vị xứng đáng là một con người bây giờ kẻ sở người tài, hiền luôn đến hậu cũng kề với nhau. Có nghĩa là Đức Thầy nói cái hài hội Long Hoa là ở nước, các nước trên thế giới, nếu ai là con người đủ đức, đủ thiện, đủ lành là người đó có quyền dự hội Long Hoa. Cho nên Đức Thầy cho biết là hiệp hòa nhau chờ đợi năm non, chỉ hỡi ai giữ phận cho tròn, sau huynh đệ có ngày hòa hiệp. Vậy thì hôm nay cái nhân cái ngày phát quà này, tôi rất cảm ơn mấy em YouTube từ Thành Hậu Tuấn Dũng đến Châu Phú và tất cả kinh nhỏ, cái tiếng gọi cộng đồng của thế giới tạo điều kiện. Cho nên hôm mấy năm qua tôi thấy cái vùng Bảy Núi này là nhận quà liên tục do mấy em YouTube kêu gọi về. Cho nên vậy mà quý vị mình bấy lâu nay ở trong hang, ở trong cốc, ở nơi đây thiếu thốn, được cái sự kêu gọi của các anh em YouTube mà cái đồng tiền của cộng đồng ở và nước ngoài gửi về đây rất nhiều để tài trợ cho quý vị một năm cỡ khoảng 1-20 chuyến. Như vậy tôi rất vinh hạnh, vui mừng và cũng gửi gắm đến mạnh thường quân các lớp cộng đồng là quý vị tạo điều kiện tiếp tục để gửi về cái vùng này nhiều hơn nữa. Và một điều nhắn gửi của tôi trong năm mới, quý vị mình ở đây phải thể hiện một con người ở vùng đất hơn. Cho nên vậy mình Đức Thầy Ngài cho biết tu đầu tóc không cần phải cạo, làm tôi rồi cái đạo làm người, ít nhất là quý vị phải giữ tâm can ngũ thường, tâm tùng tứ đức, thể hiện tứ ân đền là trừ thập ác. Tăng thêm chút nữa là quý vị tu tịnh độ là những con người không di không rờ tiếng niệm Phật. Cho nên vậy mà tiếng niệm Phật bây giờ giá trị là coi như trên vũ trụ này không có cái giá trị nào hơn tiếng bằng tiếng niệm Phật. Chính Kim Tiểu Long đây còn trẻ đẹp trai hát có tiền mà nói tôi yêu rồi. Kim Tiểu Long này nói tôi yêu thì sợ lắm chú ba ơi, tôi bị yêu mà tôi muốn là tự giận chết mấy lần rồi thưa chú ba. Cho nên vậy mà tôi đeo đuổi con đường đời, cầu dân cầu lợi mà cầu cái gì nó không có, mà tôi tam cầu quệt sáng chú ba ơi. Cho nên bây giờ tôi không còn ham đời, trở lại là cầu sao cho sự sống được bình thường và tối ngày để phụng sự cái vấn đề phước thiện. Và cái thứ hai nữa là niệm Phật. Cho nên vậy mà hôm qua tôi hù Kim Tiểu Long này sợ lắm. Tôi nói nghệ sĩ Minh Phụng cũng đi rồi, che rồi coi như Vũ Linh cũng đi rồi, rồi Chí Tài cũng đi rồi. Cho nên vậy mà Úc Bình Lan cũng đi luôn. Cho nên vậy mà hiện nay Kim Tiểu Long đang nổi tiếng trên trường quốc tế. Nhưng mà 30 năm sau rồi Tiểu Long cũng phải nằm yên với lòng đất thôi. Mà nếu thiếu lầm lành với niệm Phật, sau khi chết còn đầu thai nhiều kiếp tới còn khổ hơn nữa. Cho nên vậy mà chết rồi đâu phải còn là yên, còn tiếp tục chịu thêm đau khổ, lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình, bao nhiêu tội ác của mình nó biến ra thành địa ngục. Nào là chổi dầu sôi ngục, nào là dòi lúc nhúc thay cơm, nào là gừng đau kiếm đâm chôm, nào là núi lửa phục bừng cháy.
Cho nên vậy quý vị mình không phải chết là xong đâu, còn cả triệu kiếp sau đầu thai làm cây, làm bùn, làm đất, làm cây đá, trơ trọi giữa trời vạn kiếp thu. Như vậy thì trong kiếp này, nếu chúng ta giữ đặng trọn lành trọn sáng về nơi cõi Tây Phương an dưỡng, học đạo hoàn toàn trở lại cứu giúp chúng sinh. Cho nên tôi cùng tất cả quý vị đây, có vợ rồi cũng phải xa lìa vợ, có chồng phải xa lìa chồng, có con đủ cũng phải xa con, có xe hơi, Mercedes, vàng bạc đô la gì cũng phải bỏ nó thôi, chỉ còn có câu A Di Đà để đi về Tây Phương Phật. Cho nên vậy mà Đức Thầy mới thổ lộ với mình là biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an, có thiện căn sống lại cậu cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Vậy kính chúc toàn cả quý vị trong ngày nhận quà hôm nay, ở cái vùng đất Phật, ở cái vùng núi Linh Thiêng và trung tâm địa cầu sau này, nơi đây là đền vua lớn nhất hoàn cầu, và vua Minh Vương về đây cai quản 18 nước chư hầu, nước Nam như thể cái lầu, ngày sau các nước đâu đâu phục tùng. Cho nên quý vị muốn xứng đáng ngày mai còn lại trên cái hành tinh này, chúng ta phải cố gắng, nhất là tệ lắm rồi cũng phải tròn nhân đạo, tiếp tục là con đường thiện, hoàn toàn làm thiện, rồi cuối cùng là mình niệm Phật. Cho nên kính chúc toàn cả quý vị trong năm mới là cuộc đời đây sắp tới sẽ khổ dữ hơn nữa, bởi vì Đức Thầy cho biết là coi như là mèo kêu bá tấn lâu sau, đến chừng gồng gắn máu đào chỉnh ghê, con ngựa để ra con dê, khóc trong trần hạ nhiều bề gian lao, khỉ kia cũng bị giáo rào canh khuya gầy gái máu đào biến ưng. Cho nên vậy kính chúc quý vị muốn khỏi cơ tận diệt đau khổ, mình còn sống trong cõi thượng ơn, cố gắng làm sao đền tròn tứ đại trọng ân, tránh mười điều ác, và tu tiến bộ hơn chút nữa, quý vị có đem tiền của ra bố thí tối đa giúp đỡ các tổ chức mà cứu trợ đó. Nếu không có những mạnh thường quân thì coi như Tuấn Dũng là một nhân vật thường ở huyện Chi Tôn, bây giờ nổi danh hoàn cầu là tạo điều kiện cho cái vấn đề hai huyện Tịnh Biên và hai cái huyện ra là đồng thời gần 7 cái huyện mà 8 cái huyện mà vừa rồi Tuấn Dũng đã đi phát. Như vậy thì quý vị mình là coi như từ đây sắp tới, nếu người nào muốn tồn tại trên trái đất này, chúng ta phải cố gắng làm từ thiện tối đa. Quý vị mình có vàng bao nhiêu bố thí hết đi, nếu sau này thầy về quý vị không có mặt tôi chịu trách nhiệm cho. Cho nên từ chỗ đó mà ở đây Đức Thầy Ngài cho biết là coi như là rập người lâm nạn đua chen giúp giùm, hoặc là khùng cả tiên kiều dẫn ơi hỏi hại giúp cho kẻ đôi mới nhầm, đến đoạn ly khổ hạnh khỏi lâm còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Vậy thì quý vị làm từ thiện tới đây, quý vị niệm Phật ngày đêm đi, bảo đảm quý vị mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc hưởng công niệm Phật rất yên lành. Cho nên vậy mà nghệ sĩ Úc Kỳ Lan có một giọng ca buồn thiểu não và cuối đời ăn chay 30 năm và chết giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, là nghệ sĩ Úc Bình Lan. Vì vậy kính chúc toàn cả quý vị ai cũng đều có mặt trong đại hội Long Hoa và ai cũng được về trong trời Tây Phương Cực Lạc, thì không còn cảnh binh đau khói lửa, không còn bệnh đói nghèo, không còn cảnh là chồng vợ ly dị, con cái bất hiếu, và không còn cảnh con người ác nữa. Cho nên kính chúc toàn cả quý vị ai đều cũng đều hạnh phúc trong những bước đường năm tới, ai cũng đều tu tinh tấn, ai cũng gặp thầy trong ngày đại hội Long Hoa, và ai cũng được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đến đây đôi lời cầu chúc trong năm mới, đến đây xin tạm dừng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Đại Phật. Kính thưa quý vị, vừa qua chú Ba cũng có đôi lời nhận xét trong việc bà con mạnh thường quân hỗ trợ, như vậy là nó rất đúng theo chân lý của Đức Thầy Đức Phật. Và tiếp theo hôm nay, rồi tiếp theo chương trình hôm nay đã rất là trễ giờ rồi, thì thôi hôm nay thành hậu xin trân trọng kính mời nghệ sĩ Kim Tiểu Long đến đây có đôi lời chia sẻ với vị mình, và bên cạnh đến quý vị những câu làm cổ bạo pháp. Và đầu năm thành hậu muốn gửi đến quý vị một niềm vui trong đạo và pháp là 3-4 năm nay rồi chưa có nghệ sĩ nào mà đến đây hát cho vị nghe thôi quý vị. Và hôm nay quý vị mình sẽ đầu năm giáp thìn, thành hậu được nghệ sĩ Kim Tiểu Long đến đây, và quý vị mình vừa nhận quà, và quý vị mình vừa ngồi nghe những cái bài tân cổ Phật Phật nếu như hội tạm hết tay. Và nếu mà ở thành phố Hồ Chí Minh không gặp đó, không phải nó mắc sống á.
Dạ. Mỗi khi thì quý vị mình muốn vào để xem phim Tiểu Long thì phải mua vé, rồi phải đặt lịch lịch vân vân. Còn hôm nay quý vị mình đến chút nữa sau khi hát xong rồi mình quý vị mình sẽ chụp hình, cái để đang chụp hình quý vị mình lên, đang hát mình lên chụp hình thì nó bị chi phối, còn quý vị cũng đang nghĩ ha. Rồi xin kính mời bên âm thanh ekip chuẩn bị ủng hộ cho nghệ sĩ Kim Long một tràng pháo tay. Nam mô Đà Phật. Coi như phim Tiểu Long thì có người hỏi mấy cái đường nói nha. Tại vì bây giờ bà con mình ở đây nếu có người nào chưa ăn chay trường, quý vị mình sẽ nghe là lý do sao phim Tiểu Long ăn chay. Quý vị mình bây giờ nè ca hát ở bên nước ngoài nghe nói bít bít bò gì khô gì quý vị, món ăn quốc tế ăn đủ hết trơn rồi, mà ăn chừng nào nghẹt cổ không lấy hát không được. Cho nên vậy mà trở lại ăn chay, từ ngày ăn chay tới giờ hát ca hy hưng vô lòng. Cái thứ nhất, quý vị ở đây chưa ăn chay sẽ nghe lý do sao Kim Tiểu Long ăn chay. Và cái thứ hai là đi theo đời, tại sao khổ mà bây giờ Kim Tiểu Long phải trở về con đường tu. Cho nên vậy mà Kim Tiểu Long sẽ trình bày nét vui vẻ trong ngày. Vậy kính mời. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Đức Thầy. Kính đảnh lễ tất cả các chư vị, các sư, các thầy, các cô và cũng các cô bác, anh chị đồng đạo, lời chào thân mến, chúc mừng năm mới. Dạ, như là chú Ba cũng con tâm sự chú Ba rất là nhiều, bởi vì chú Ba cũng là một người có ảnh hưởng trong cuộc đời của con. Rồi bởi vì do là con nghe chú Ba nói về cái giáo lý của thầy, rồi ngâm giảng, rồi chỉ dạy theo những cái gì mà con thấy là trong cuộc đời của mình đó thì nó có và nó đúng. Mà mình thấy là cuộc đời của mình từ nhỏ tới lớn mấy chục năm trời rồi, coi như là rất là tội lỗi. Tội lỗi bằng cách là mình nợ mạng người ta nhiều quá, mình ăn quá trời nhiều cái bụng sao mà nhỏ xíu mà trời, ăn cái gì mà ăn tàn sát luôn. Ăn mà ăn từ từ Việt Nam mà ăn qua tới nước ngoài, ăn mà chỗ nào cũng ăn hết trơn. Ăn mà cứ nghĩ là mình ăn đi để cho nó béo, nó dưỡng, nó bổ, để cho cái thân thể, nó nuôi cái thân thể của mình. Nhưng mà ăn, càng ăn thì càng lớn tuổi lên nó càng bệnh. Bệnh cái gì đâu mà bệnh kỳ cục lắm. Bệnh mà nhiều khi mà bệnh nó không có lý giải được. Cho nên là cũng chẳng hiểu tại sao. Nhưng mà bắt đầu dần đó, đấy, cái cảm thấy mình nghe những cái pháp của tất cả các như là chú Ba, tất cả các thầy, rồi rất nhiều pháp con đều nghe và ảnh hưởng trong cuộc đời của mình. Cho nên là mình thấy là mình sai, mình ra sai rất là nhiều. Và Long thấy, cảm nhận cái cuộc đời của Long là Long thấy là mình sai quá nặng rồi. Tại sao mà cái kiếp người của mình, mà tại sao tự nhiên mà mình sợ đau, mình sợ khổ, mình khóc, mình rớt nước mắt, mình đau khổ như vậy. Mình người ta đánh mình có một cái chát nhẹ, mình mới u da rồi, tại sao mình dám đi mổ bụng người ta mình ăn, và thịt của người ta mình, đúng không? Tự nhiên mình ăn thịt của người ta rồi mình khen ngon, rồi mình muốn, trời ơi, bệnh dữ lắm. Đừng nghĩ là ăn thịt mà bổ, rồi ăn thịt mà tu dưỡng cái thân thể của mình, mà mình nghĩ là mình ngon, nó không có đâu, không có bổ đâu. Một ngày nào đó rồi đúng giờ hết thuốc rồi đó, đó nghiệp nó đổ ra, bệnh kinh khủng lắm, bệnh lắm rồi, bệnh nghiệp rồi, bệnh báo quán rồi, bệnh thù truyền kiếp của tất cả những cái chúng sanh mà mình từng ăn thịt. Cho nên là Long cảm thấy trong con người của Long nó có cái điều đó trong đó. Cho nên là từ cái ngày mà Long biết giác ngộ, Long trước dịch tự nhiên là Long bấm cái tường cải lương một liên thanh đề. Long hạnh nguyện, Long nói là ngài phù hộ cho con lo thực hiện cái tường một liên thanh đề này. Con cúng dường Du Lan tháng 7, con đi Đài Loan, con nhìn chùa ở gì Sơn, Quang Sơn gì ở Đài Loan đó. Con đi tới đó, con thấy cái ngày một tiền liên, cái tự nhiên con muốn té lửa luôn vậy đó. Bức tượng của ngài bằng tranh 3D mà ngài đẹp dữ lắm, mà ngài đứng ngài bự con hơn con, con đứng con đo với ngài là ngài cao hơn con cái đầu. Thế con nói là bây giờ là tự nhiên da gà con nổi lên, con nói là ngài phù hộ cho con bấm được cái này để cúng dường cho bà con của bác xem trong cái tháng 7 này còn cái được làm tròn cái tường đi, rồi con sẽ khi mà con bấm nhân vật của ngài á, con thể hiện là con xin phép là con được cạo đầu.
con không có để tóc mà con dán lên, tại mình khi mà mình đóng vai trong tuồng mà quay phim mình dán lên nó giống như cái miếng bánh tráng mà dán kỳ lắm. Tại sao những người đóng phim Hồng Kông người ta cạo đầu, người ta quay phim rất là đẹp, các vị thầy rất là đẹp, tại sao mình không làm được cái điều đó? Cho nên là con về thế thì con đóng được cái vai một Kiền Liên rất là tròn. Và con nguyện là con đóng cái vai này là con sẽ ăn chay, con không có dám ăn mặn. Rồi con cạo đầu, con phủ tóc, cái tự nhiên đóng sao tự nhiên cái từ đó tới sau cái ta nhìn thịt cái không dám ăn luôn vậy hả? Đúng không? Con dùng thịt con á, con ăn mỗi lần con qua bên Mỹ là thí dụ như mọi người đi tới con ăn cái con nhìn cái miếng thịt gà con nó chết thịt bò như vậy đó. Trời ơi, có khi nào giờ trời ăn có khi nào đây là những thịt thà của người thân quyến thuộc của mình nhiều đời nhiều kiếp mà bị độc. Tự nhiên người thân con sợ, càng ngày càng sợ mà càng ngày càng sợ đi, cho nên con không dám ăn. Cho nên hồi trước á đi bác sĩ nè, sọt vô lỗ mũi nè, sọt vô cùng cổ nè, hát đâu có nổi đâu, ăn cho bổ, thịt bò cho bổ, rồi cuối cùng đâu có bổ đâu mà toàn là bệnh không à. Rồi hát không nổi mà phải đi thọt vô cái cùng cổ mà một cái ống nó dài nó thọt vô tới cái con ruột của con á. Rồi con bị bao tử nữa, nội soi bao tử nữa, bác sĩ nói bây giờ mà kim tiểu long mà không chịu chữa trị cái bao tử này cho hết là kim tiểu long sẽ qua ung thư. Con mới trời ơi, mà khi mà xe mà chạy dằn cái bao tử con bị lép bị lỡ rồi, nó đến đỏ trong đó chụp hình thấy đỏ hết trơn rồi, mà xe chạy dằn có một cái là con ôm bụng con la làng. Thì con la làng như vậy á thì đâu con chịu hết nổi, bác sĩ nói vậy con sợ quá thì bắt đầu tự dụng dần cái con ăn chay, cái con uống thêm 5 xì nước nữa. Sáng tụt xuống dưới giường đó, con không ăn cái gì hết trơn là con uống phải 3 chai nước suối, con tự rửa lập người của con. Thì dần dần từng lễ một tháng sau cái tự nhiên cái bao tử của con nó im re. Chứ uống thuốc mà bỏ thuốc chừng ngày hai ngày là đau trở lại, là ôm bụng là la làng, không có hát xuống gì hết trơn hết. Rồi bệnh đủ thứ trong người hết trơn á, rồi ăn rồi bị đón rồi sắp sửa chuyển qua bệnh trĩ rồi bao tử ở tùm lum hết. Ta nói bây giờ là trong lục phủ ngũ tạng nó tầm phè hết rồi, nó sắp sửa nó tan hết rồi, là thấy là không ổn rồi ha. Bác sĩ còn nói là ung thư bao tử nữa, trời ơi coi như là gọi là dễ sợ lắm. Thì bắt đầu con ăn chay dần dần cái từ đó tới sau á con không có đi bác sĩ nữa. Cái tự nhiên cái đi khám bác sĩ qua trở lại cái 1-2 tháng sau, 5-6 tháng sau cái đi khám tổng quát, đi thẩm quát máu. Rồi lúc trước là máu nhiễm mỡ nè, rồi cao cholesterol nè, rồi ta nói chống mặt chống mày đủ thứ đâu được nữa. Năm sau ăn chay, cái năm sau ăn chay cái đi khám tổng quát, cái tự nhiên trong người không còn miếng bệnh luôn, không có một miếng bệnh nào hết trơn á. Tự nhiên mình thấy tuyệt vời của mình sao khỏe quá. Rồi dần dần á, con đi hát con ăn chay dần, hôm nay con ăn cũng được 5 năm rồi. Nó dần cái đi hát, hồi xưa mình đi hát cái tự nhiên mình nhìn vô kiến mình ăn mặn, mình nhìn vô kiến cái mặt của mình nó sao nó đen mà nó xấu dữ vậy, mà nó dần nó giống như là hai con mắt nó thâm quầng như thế này nè. Cái bắt đầu cái nhìn vô kiến mình nó ủa sao mình xấu dữ vậy ta, mà càng ngày mình càng già, mình càng ngày càng già nó không được rồi. Rồi khán giả khen đi ra ngoài đường nói là Kim Tiểu Long đẹp trai quá này kia nọ, nhưng mà đối bản thân của Long thấy mình không có đẹp trai. Con thấy càng ngày cái thân xác này bắt đầu nó chuẩn bị nó hư rồi đó, và nó xấu xí đi rồi đó. Nếu mà mình không tu, mình không ăn chay chuồng, mình không lo trì giới, mình không lo niệm Phật, mình không tu tâm dưỡng tánh làm lành lắm giữ ban cho bố thí, thì cuộc đời của mình sắp sửa bỏ cái thân xác này đi rồi. Mà nếu mà không tu thì nhỡ mà mình bị đọa, chỉ cần không đọa kiếp người thì mình không tu thì mình sẽ khổ nữa, còn đọa lỡ mà thành kiếp thú thì thôi coi như là cuộc đời cũng tiêu rồi, thú là cũng tiêu rồi. Cho nên là thấy vậy cho nên càng ngày càng sợ hơn nữa. Chứ nghe pháp của chú Ba, nghe tất cả mọi người các chư thầy nói chuyện thì Long nói là làm kiếp người của mình đúng là không tu là một cuộc đời là uổng phí cuộc đời. Cho nên là Long quay đầu luôn và chạy cho thật gấp, tự động bắt đầu 1 năm 2 năm 3 năm. Rồi các Long thấy hồi xưa Long khổ lắm nha, đi đâu á muốn làm cái gì muốn kiếm tiền cũng không có, muốn làm giàu cũng không có, muốn hát cho hay cũng không hát hay được, muốn làm cái gì cũng không thành công được. Chỉ có một điều là đi theo ánh sáng từ bi của Phật là cuộc đời Long mới thành công mà thôi. Niệm Phật cho thật nhiều, làm được ban cho bố thí cho thật nhiều trong cuộc đời của Long, rồi mình giúp cho tất cả mọi người nghèo khổ hơn cho mình ban những cái
đồng tiền cho những người nghèo khổ và những bà con cô bác thiếu ăn thiếu mặc này kia kia, là Long cho như vậy mà. Từ cái nhà mà Long cho cho mấy năm nay, Long biết làm từ thiện, Long ăn chay cho tới bây giờ. Thật sự mà nói á, đi ra ngoài đường bây giờ Tết năm nay nè, đi tới đâu mọi người cũng than hết trơn á. Trời ơi, có những người giàu dữ lắm, có những người cũng không giàu, có những người cũng nghèo mà không biết tại sao mà trong cuộc đời này 10 người là than hết 10 người. Đó, cái Long mới nói, ủa sao ai cũng than hết trơn vậy, nhưng mình nhìn qua nhìn lại, ủa sao tôi không có khổ, mọi người nói chữ khổ mà tôi không có khổ. Thật ra, dạ, mọi người nói khổ mà Long không có khổ, thật sự là như vậy. Long không có muốn giàu, Long không muốn gì hết trơn á, đủ ăn đủ xài thôi trong cuộc sống hiện tại bây giờ. Thật sự, Long nói, nếu mà mình làm nói đúng, cho đúng, sống đúng với cái tâm mình, không hại người, niệm Phật, rồi làm lành lắm dữ này kia kia nọ, nói những lời hay ý đẹp, đừng bao giờ nói xáo, nói láo, nói xạo, thì trong cuộc sống không bao giờ khổ, Phật cho ăn không bao giờ hết. Dạ, con tâm sự là trong cuộc đời của con là từ ngày con tu, con ăn chay, con niệm Phật, con làm lành lắm dữ mà tu tâm dưỡng tánh, cho nên hôm nay con được hưởng cái hồng ân của Phật ban cho là như vậy đó. Cho nên con rất là hạnh phúc trong cuộc sống hiện tại bây giờ. Còn chuyện tình cảm yêu đương thì thôi, lục dục quá con không chọn nữa, bởi vì khổ quá rồi. Mới ngày nào đó anh em vài năm trước yêu anh em có thể chết vì anh, em có thể ai làm cái gì có thể đánh em trước đó cũng được, nếu mà kia kia đó. Vài năm sau toàn là mày với tao không à, vậy thì có đâu có hạnh. Cho nên cuộc đời này Long thấy là một cái tình cảm trong cuộc đời này á, tình cảm yêu đương trao gái cho tất cả mọi thứ, từ nhà cao cửa rộng, tiền tài vật chất cho tới tình yêu, tất cả mọi thứ đều là giả tạm hết. Long nhận thức được cái điều đó, cho nên Long không có chọn cái tình yêu của thế gian nữa, mà thôi thì hãy chọn cái tình yêu nhân loại, tình yêu của Phật Pháp, mà làm lành lắm dữ rồi giúp đỡ lẫn nhau, vậy mà hạnh phúc hơn. Còn cái tình yêu lục dục của thế gian, cho Long xin Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy thì ở đây là Long kể xương thôi, chứ còn thật ra nếu kể từ chi tiết đó, là từ ngày mà Long bước vào đường ca sĩ đẹp trai có tiền, là nói chung những cô gái chân dài thôi đặt đất hết, mà những cô đó làm cho Tử là Kim Tử Long phải chết đi chết lại nhiều lần, Tiêu Long mà chết đi chết lại nhiều lần trong cuộc đời. Cho nên vậy mà nói tới Tử Long bây giờ nói tới yêu là nói chung là Long nổi da gà luôn. Nên vậy quý vị mình nếu ai là tu sĩ, là gần đây tôi nghe ông sư nào ngoài Đồng Nai đó là bỏ áo nhà sư ra về hoàng tục, là đến nỗi là sư mà còn hoàng tục, thì tất cả những người trong thế gian này cũng vì tình yêu mà con người phải chịu đau khổ. Cho nên Kim Tử Long, Tiểu Long đây sở dĩ chán yêu là tại vì đã dẫm trên con đường yêu, đã làm cho Long là đau khổ không biết bao nhiêu năm dài. Cho nên bây giờ nói tới vụ yêu là Kim Tử Long này bây giờ nói chung là lạnh da gà luôn. Cho nên vậy mà kính thưa quý vị, trên thế gian này ba cái khổ, một là danh lợi tình, mà nếu chúng ta đoạn được ba cái này chúng ta thành Phật dễ dàng thôi. Cho nên vậy mà hôm nay qua cái ngày phát quà thì quý vị rất là hạnh phúc, được là coi như nhiều sư cô bên nước ngoài về, cũng như Kim Tiểu Long, cũng như tôi có mặt ngày hôm nay và tất cả các mạng YouTube. Thì nói chung là ở đây nói thêm là cái vấn đề hôm nay, diễn đàn qua nay ở nhà tôi, thì nói diễn về Tử Long là coi như là kêu ăn chay với để làm lành thôi. Nhưng mà bây giờ theo một cái chương trình niệm Phật nữa, là bởi vì niệm Phật tất cả bà con ở đây là ai cũng là con người, chúng ta đều sống trong giấc mộng, là bởi vì bà con ngồi trước mặt tôi đây, tôi thay mặt cho tòa án tuyên bố quý vị mình 30-40 năm sau quý vị tử hình hết, là bị chết xuống đất hết, không còn người nào trên mặt đất hết. 40 năm sau là nói chung là tôi trừ hao đó. Cho mấy ông sư ngồi trước mặt tôi với ni cô này 40 năm là hút rồi, 10 năm nữa là coi như tòa án kêu là tử hình rồi. Như vậy kính thưa quý vị, như vậy thì trên cõi đời này giàu có vợ đẹp con cưng, làm vua, làm quan, làm tổng thống, làm chủ tịch nước, tất cả đều là ảo mộng. Cho nên vậy mà Phật có câu là ta bà là chúng nấu nương, là ở đỡ thôi, Tây phương cực lạc mới là quê hương mình. Cho nên ai muốn trở về quê hương của mình là trở về cái tâm của mình là thanh tịnh. Từ xưa đến giờ là chà, khổ công chạy kiếm quơ vào, của nằm trong túi chứ nào ở đâu. Cho nên vậy mà quý vị mình đang ngồi cùng tôi đây, nếu ai mà trở về cái tâm thanh tịnh, tức là trở về với chính mình. Cho nên vậy quý vị mình cái núi này, bây giờ biết nhiêu bao nhiêu người đại gia, bao nhiêu người trí thức, quan quyền,
họ chán cảnh phồn hoa và tìm nơi tịch tịnh, họ về núi này ẩn nhiều lắm, là đi tìm cái gì? Tìm cái tâm thanh tịnh. Cái đó là cái thật của mình. Cho nên muốn được tâm thanh tịnh là quý vị phải niệm Phật, niệm Phật đến khi nhất tâm bất loạn, các dục tình không còn đâu mà nảy sinh ra được. Niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật, nhờ lòng mình nương theo đó mà còn chẳng còn trượt nhiễm trần ai. Cho nên vậy mà qua hôm nay là trong cái vấn đề quý vị mình thực nghiệm cái vấn đề câu niệm Phật, nếu ai mà niệm được liên tục thì cuộc đời quý vị không thấy gì phiền não hết, và quý vị sống dưới Tây Phương tại thế, cực lạc tại tiền, ở đây mà là Bồ Tát ở cõi Tây Phương. Nên vậy mà tự tánh Di Đà, Di Tâm Tịnh Độ là Đức Lục Tổ nói như thế. Như vậy thì hôm nay trong cái cảm nhận của Kim Tử Long, bây giờ hát vừa đẹp trai, cô này cô nọ thì coi như Kim Tử Long bỏ qua rồi đó, tiền tài bỏ qua rồi. Như vậy thì trong cái vấn đề ngoài cái sự hát ra, Kim Tử Long có niệm Phật rồi thấy cái nhẹ nhàng của câu niệm Phật như thế nào? Như vậy kính mời. Dạ cảm ơn chú Ba. Nam Mô A Di Đà Phật. Thật sự mà nói là con chỉ hồi nào tới giờ con cũng không có đọc kinh trong sách vở nhiều, con chỉ lo đi hát thôi. Nhưng mà ngoài ra một những cái việc ở trong cuộc đời của con, từ cái bệnh cái hoạn của con cho tới mọi thứ là con chỉ có đi bái bai, rồi con đi đứng ngồi nằm, con làm gì bất cứ lên xe chỗ nào con niệm Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Con chỉ có năm chữ Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Mà tất cả mọi thứ trên cuộc đời này đối với bản thân của con bây giờ là đụng chuyện cái gì hay con Nam Mô A Di Đà Phật là nó đều được qua hết. Tất cả mọi thứ rất vượt qua, rất là nhẹ nhàng. Cho nên là con thấy là từ cái ngày mà con niệm Phật còn ăn chay cho tới hôm nay á, là con cảm thấy là cuộc đời của mình rất là thanh thản, rất là nhẹ nhàng. Không biết về sau như thế nào nữa thì con cũng không biết. Nhưng mà hiện tại bây giờ con cũng rốt rối là con cũng cố gắng để con chạy. Con chạy để chi là cái thân xác này nó cũng sắp sửa rồi, con chuẩn bị cái hành lý cho con, để con còn phải đi về. Chứ con cái đời này sống ở dưới đây rồi, cái đời sống ở dưới đây đôi lúc con cũng khóc nhiều quá rồi. Đôi lúc có lúc con cũng chạy, con nằm một mình con đi xứ người, rồi nó làm lúc nào thì bị hành, bị hạ, bị này, bị kia, bị khảo đảo trong cuộc sống. Thì nói tóm lại là cũng nước mắt cũng rơi nhiều lắm. Nhưng mà bây giờ thì từ ngày hiểu được Phật Pháp, từ ngày niệm Phật, tôi danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật cho tới bây giờ là cuộc đời của con thấy rất là an nhàn. Thân thể sáng ngủ dậy thì không có bệnh hoạn, không có thấy mình rất là khỏe, làm gì trong cuộc sống cũng rất là nhẹ nhàng, cũng trôi chảy hết. Với bản thân của con là bây giờ là như vậy. Rồi đang chuẩn bị tâm lý là cái thân xác này không còn đẹp nữa, cho nên là thôi chuẩn bị bỏ cái thân xác này để niệm Phật mà đi về thôi. Chỉ có Nam Mô A Di Đà Phật thôi. Và Kim Tử Long nói rằng niệm Phật là cái tai nạn nào cũng qua, nhưng mà còn có để dành cho Kim Tử Long khi tuổi về chiều, bác sĩ chợ gãy nó chạy, thì Kim Tử Long phải gắn liền với câu niệm Phật liên tục thì mới có thể về Tây Phương Cực Lạc được. Trời. Vậy thì kính mời. Đây là bản thân của con là trong gia đình nè, con dẫn chứng một cái người mà cô đi theo con luôn nè. Cô đi theo con là cô thích ăn nhất là cua với tôm. Mà ăn cua là coi như đi gần con, mà bao nhiêu năm là coi như là con khuyên ăn chay là nhất định không có ăn, là không có ăn, ăn chay không có được. Alo 123 má, alo 123 má. Đây nè, là bà cô của con đi theo con giống như mẹ con nè. Mẹ con thì sanh con ra, nhưng mà mẹ con sanh con ra, nhưng mà cái người mà đi theo mà để lo cho con từ bộ đồ hát rồi 20 năm nay, từ bộ đồ hát, từ cái quần cái áo cho tới cái bữa ăn cơm này kia kia nọ, hay là cái giấc ngủ của con là cái cô này. Đây, cô Linh trẻ này là coi như là hiện tại cũng mẹ con mất thì đi theo con cũng giống như mẹ của con. Thích ăn mặn lắm. Một ngày cái gần nó coi như là ăn làm sao mà hát ăn có một cục thịt là cứ mắc nghẹn ngay cái cổ mà chết thượng chết mà sống sống. Mà cứ rước động trắng mắt hoài à. Mà ăn mà cứ hai tiếng chiều ăn lỡ ăn miếng thịt heo nhỏ thôi là tự nhiên miếng thịt heo nó nằm ngay cùng cổ á, không chịu xuống.
bắt đầu đó Long ơi, giờ cứu cô đi, giờ cứu cô kiểu nào, giờ cục thịt thở không được. Rồi bác ra cô kêu con rồi bây giờ đập mạnh vô cái ngực á, đập nghe anh cho miếng thịt nó xuống. Rồi đập bên sau nghe anh cho miếng thịt, mà thịt cũng không xuống nữa. Rồi bây giờ cứ ngước lên hoài, ngước lên. Rồi con nói bây giờ là cô hứa với con đi, cô lập nguyện đi con ơi. Cô nói với mẹ Quan Âm Bồ Tát á, xin với mẹ là cô hứa là cô phải ăn chay trường giống như con đi, thì cái nghiệp bệnh này mới hết. Thì khi mà cổ nói là thôi bây giờ con sám hối rồi, con từ nay con không ăn thịt chúng sanh nữa, con nghe lời vậy này mẹ tha thứ cho con đi này kia kia nọ, thì vừa nói xong là tự nhiên cục thịt nó lọt xuống bao tử, cái ọt là sống luôn tới giờ đó. Đó là bây giờ là ăn chay trường nguyên á. Mà cái nghiệp nha, tối ngủ với con để ý năm nay con đi về, con đi Mỹ về có 6 tháng 7 tháng thôi. Hồi trước ngủ á, giống như là nhiều đời nhiều kiếp sát sanh hại vật hay làm sao đó, nó đi theo nó đâm vô người á, tối ngủ á, trong giấc ngủ, trời ơi chết u da, giống như mà ai mà thọt vô xương vô gân vô cốt mà dặn rớt ở trỏng vậy đó. Mà con đang thiêu thiểu ngủ là con cứ trời chết, trời ơi Long ơi cứu với Long ơi vậy đó. Mà giống như là người ta mà đâm họng như thọt huyết vậy đó. Mà cái nghiệp nặng lắm. Rồi từ cái ngày mà hôm nay con về mà lại ngủ gần con cái lần này mấy tháng trời thôi, mà bây giờ không còn la nữa, không còn kêu chết nữa, mà bây giờ ngủ im ro bà rù từ cái ngày mấy tháng ăn chay đó, thấy chưa, hiệu quả ghê không đó, dẫn chứng cho mà coi luôn đó. Dạ anh Di Đà Phật. Anh một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những nhà mạnh thường quân đã gửi cho anh em Châu Phú, và kính mời cư sĩ Thành Hậu sẽ đọc danh sách hỗ trợ tiếp sức vào ngày hôm nay. Và Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ kính thưa quý vị, tiếp theo thì bên Thành Hậu thì đây là cô Dư từ bên Mỹ về để hỗ trợ là 200 thùng mì và 2 tấn gạo. Thành Hậu hôm qua phát ở dưới nơi cái trại cơm từ thiện là 30 phần, còn ở trên này là 170 phần. Chút nữa quý vị mình lưu ý ai có phiếu, tức là bên Bệ Tâm đó, thì mình nhận trước. Còn ai chưa có phát phiếu, tức là Thành Hậu đó cũng như Đệ Dũng là 40 phần, còn số phía sau chưa có nhận phiếu thì mình đi sau ha, quý vị nhớ dùm nha. Rồi thì hôm nay Thành Hậu xin mì gạo là của cô Dư, còn bên cạnh là nhu yếu phẩm và bánh, thì Thành Hậu sẽ đọc lên danh sách của những vị mạnh thường quân. Một là một vị giấu tên ở bên Mỹ là 100 USD. Thứ hai là một vị gửi ngày 30 tháng 1 2024 là 500.000 để chuyển quà Tết. Thứ ba là Diệu Trang Chí Phước 2 triệu. Thứ tư là Lâm Thanh Triết là 500.000. Thứ năm là một vị gửi ngày 31 tháng 1 2024 để là chia sẻ yêu thương là 1 triệu. Thứ sáu là gia đình anh Thụy gửi lúc mà hồi Tết đó đi gặp Thành Hậu đó là 8 triệu, và phát quà cho tu sĩ đợt trước rồi, còn lại và 2 triệu 2 triệu 1, tức là đợt này là hết. Xin chân thành cảm ơn gia đình anh Thụy. Và thứ bảy là chị Thoa 400 đô, là Thành Hậu đã có phát đợt trước rồi, và còn lại là 2 triệu 700 ngàn, đó là hết. Xin chân thành cảm ơn gia đình chị Thoa. Và thứ tám là chị Nguyễn Thị Thúy là 400 ngàn. Thứ chín Đặng Thị Nết 1 triệu. Thứ mười là Võ Thanh Sơn 2 triệu 170 ngàn. Vậy là phần quà đó. Đây là phần quý vị mạnh thường quân là 14 triệu 700 ngàn. Và phần quà gồm có đường là 4 triệu 800 ngàn, nước tương là 1 triệu 200 ngàn, dầu ăn là 7 triệu 200 ngàn, và bánh của anh Đức đó chuyến rồi là gửi 4 thùng, đợt trước mình phát 1 thùng còn là 3 thùng, và mua thêm là 3 thùng bánh nữa, là mỗi 1 thùng như vậy là 190 ngàn, là 3 thùng là 570 ngàn, vậy là tổng cộng phần quà là 13 triệu 770 ngàn. Và tiền dầu mình đổ 2 chiếc xe lên đây là 1 triệu, như vậy là tổng cộng là 14 triệu 770 ngàn. Tiền mạnh thường quân là đóng góp 14 triệu 770 ngàn là đủ. Xin thành cảm ơn quý vị mạnh thường quân.
và chúc cho tất cả những cô bác, bà con và quý vị cũng như quý sư, quý thầy cùng các vị tu sĩ luôn luôn được an lạc, năm mới tu hành tinh tấn. Và tiếp theo mời quý vị mình phát nhang để hồi hướng công đức cho tất cả các vị mạnh thường quân. Mời quý vị mình phát nhang, phát hương đi ơi. Trong khi chờ đợi thì con chào bà cụ ha. Bà nhận được một cái phần quà này của mạnh thường quân cùng với 600 ngàn đó, bà mừng không bà? Mừng lắm chú, cảm ơn các mạnh quân hết. Dạ. Đêm hôm tư này là có điện tối rồi. Dạ. Hôm nay là ngày mùng 9 tháng Giêng 2024. Được có duyên lành các mạnh thường quân kết nối cùng Thành Hậu, Tấn Dũng, Châu Phú và chú Ba Hùng cùng chung với Kim Tiểu Long. Bên phần ca sĩ cũng đều trở về đây và xét thấy cũng có mặt anh Năm Núm, cũng là một vị giảng viên, cũng như Quốc Dũng. Hôm nay buổi phát quà cúng dường đầu năm mới, thay mặt cho các nhà mạnh thường quân chúc phúc cho tất cả những già tu luôn luôn tinh tấn tu hành trên con đường giải thoát, tu thân hành thiện, phổ hóa chúng sanh, nói gót theo Thầy Tổ, Đức Phật, Đức Thầy. Giờ đây chương trình buổi phát quà cúng dường có cầu an cho quốc thế dân an. Giờ đây mời toàn thể giữ tâm thanh tịnh trang nghiêm, hướng tâm về hướng Tây cũng như mười phương chư Phật, thống nhất đồng kỉnh chung ba xá. Xin mời chấp hương đưa lên tráng nguyện. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Phật. Nam mô Thập Phương Pháp. Nam mô Thập Phương Tăng. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy, Quang Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quang Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi cảm ứng chứng minh cho chúng con. Nay xin thành tâm cầu an cho quốc thế dân an, bá tánh được an cư lạc nghiệp, cầu an cho toàn thế giới không còn chiến tranh, luôn luôn được sống hòa bình, hạnh phúc tốt đẹp. Cầu nguyện cho cửu quyền thất tổ được tịnh độ siêu sanh, phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Cầu an cho tất cả các nhà mạnh thường quân luôn luôn bình an tốt đẹp, gia đạo được trên thuận dưới hòa, cơm no áo ấm, phát triển kinh tế lẫn tinh thần, độ trì cho tất cả pháp giới chúng sanh cũng như tất cả những vị nhà tu trên vùng Thất Sơn Bảy Núi cũng như toàn thế giới luôn luôn tinh tấn tu hành cho đến ngày thành công đắc quả. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời xá bốn xá thay cho bốn lại. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Xin mời xá ba xá chính giữa hai bên niệm Nam mô A Di Đà Phật. Bên trái Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, bên phải Nam mô Quan Thâm Bồ Tát. Xin mời hướng về hướng Tây, kính lễ mười phương chư Phật, kính lễ viên mãn đồng kính ba xá. Buổi nguyện cầu an cho quốc thế dân an đến đây đã tạm dừng. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Đà Phật. Thưa quý vị, để có một vị đồng đạo vừa mới mất thì cũng nhờ đồng đạo chúng ta đem công đức phước duyên để cầu siêu. Dạ, mời quý vị mình rồi cứ có vừa giữ hương lại đi. Dạ, giữ hương lại, giữ hương lại. Dạ, tượng. Dạ, Nam mô Đà Phật. Mời quý vị mình hướng về phía trước, hướng tây trên núi. Dạ, đồng xá ba xá chắp tay lên tráng nguyện.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho tên Nguyễn Tường, Đinh Nguyễn Tường Vi, 16 tuổi, quá giảng. Nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Mời đồng xá bốn xá thay cho bốn lại. Chỉ tâm đảnh lễ, Nam mô A Di Đà Phật. Chỉ tâm đảnh lễ, Nam mô A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ, Nam mô A Di Đà Phật. Đồng chí tâm đảnh lễ, Nam mô A Di Đà Phật. Mời đồng xá ba xá, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và mời mình thượng hương. Và sau đó thì quý vị mình tập trung lại một nơi, mình sẽ nhận phiếu để phát quà ha. Tập trung qua một bên đó y như vậy đi, A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Bên kia luôn, cái quạt này sao để chân đây. Đi qua thì qua bên đây đi tới nhận mì. Đó, vậy là ra đó. Dạ, Nam mô Đà Phật. Rồi, phải ai ấy thì đi sau. Dạ, Nam mô Đà Phật. Chưa có phiếu thì đi sau nha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Đây, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ, đâu có phiếu đâu. Vậy hả? À dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ, từ từ. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chúc quý cô chú năm mới luôn luôn bình an, tu hành tinh tấn nha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ, từ từ, từ từ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nói chuyện ra sao chậm dữ hả? Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chuyện mau mau dùm. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi, chúc cho các vị luôn luôn tu hành tinh tấn. A Di Đà Phật, Nam mô. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Đây, được hướng bên đây. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nổi không, nổi không? Không nổi, mượn người ta. Không nổi, mượn người ta. Không nổi. Dạ. Rồi đây phiếu đây. Dạ, Nam mô Đà Phật. Rồi ai có sức thì bưng gạo cho. Dạ, Nam mô Đà Phật cho cô bác lớn tuổi. Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho tất cả các vị tu hành tinh tấn. Dạ, Nam mô Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Chúc cho các cô chú bước thềm năm mới luôn luôn tu hành tinh tấn nha. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, bữa nay quý vị được có duyên nha. Rồi đây đưa vé bên đây, đưa phiếu bên đây. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật, không ăn con vật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Từ từ, khoan khoan từ từ. Nam mô A Di Đà Phật, đặng bên kia. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Rồi mình truyền năng lượng qua cho anh nghệ sĩ Kim Tiểu Long được thành đạt, sau này tu được thành Phật luôn. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Dạ, chúc bà con đoàn lòng. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Đây, đưa phiếu bên đây. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ,
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Đây đây. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Ô cô Liên đâu vậy? Đã cô Dư đâu vậy? Cô Dư đó. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kiếm giùm cái. Cô Dư ơi, dạ đứng phát cho bà con chút được cô. Dạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, đi ha. Không cao đâu. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc mở là vô đi. Nam Mô A Di Đà Phật. Điểm đi 40 phép. Đưa cho tôi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, đi. Dạ, đây. Rồi, cô đứng đây, bên đây. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, đang truyền năng lượng cho các vị này ha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. 200. Dạ. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Bỏ một túi nhà bà con mình nè, coi như là Tây Phương Cực Lạc chưa ngồi thì thầy chưa thôi niệm Phật nè. Bà con mình là vừa niệm Phật ở đây mà niệm Phật là hoài hoài luôn, chứ không phải là lãnh quà niệm Phật mà là rồi Nam Mô A Di Đà Phật. Bà con mình Nam Mô A Di Đà Phật. Và Tây Phương Cực Lạc chưa ngồi thầy chưa nhất định chưa thôi niệm Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cầu cho nhà trẻ gái trai hữu nhân niệm Phật liên đài ác lên. À, biết khôn tìm kiếm ma ha, một câu lực tự nhà nhà bình an. Kính mời xin mời bà con mình niệm Phật. Nam Mô A Di Đà 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 Phật. Đi đứng niệm Di Đà, nằm ngồi trì lục tự, lúc thức cũng tưởng A Di, lúc ngủ cũng ghi sáu chữ, lúc nín cũng nhớ Nam Mô, lúc nói cũng ơn Phật sự Cực Lạc, muốn giảng sanh cứ hành như thử. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Và Tây Phương Cực Lạc chưa ngồi thì nhất định chưa thôi niệm Phật. Ngày sáu khắc cũng không quên Phật, đêm năm canh thường nhắc Di Đà. Trong lòng Phật luôn được nhớ ra, có ngày Phật đến giúp ta vừa lòng. À, xưa nay sáu chữ lạnh đanh, chẳng ai chịu khó niệm sành thử coi. Kỳ tâm thì quá coi, bây giờ dùng thử mà coi đã màu. Lật tim đâm để nó vào, thì là mới khỏi máu đầu tuôn rơi. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 À, Đức Thầy đã lòng sáu chữ nhớ không có ngớt, thì bạn tay cũng thoát như không. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Biết không tìm kiếm ma ha, một câu lục tự nhà nhà bình an. Lầm sáu chữ nhớ không có ngớt, thì mạng tay cũng thoát như không. Tây Phương đưa ở qua đêm nhà người. Hữu phước thiện duyên từ hòa. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Là chú tử nè. Chú tử nè, niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chú tử Nam Mô A Di Đà Phật nè.
Rồi, Nam Mô Đà Phật. Nam Mô A Di 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 Đà Phật. Khuyên niệm Phật thân gần chư ảnh lúc bắt hồ mất nhiệt cũng đi nè. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Đây là cấp trưởng, cấp trưởng. Rồi cấp trưởng là trưởng cấp và cấp chủ. Và bà con mình đoạn chốt của. Và hôm nay quý vị mình bé Tường Lam mới có 6 tuổi mà biết đọc kinh, biết tụng chú và biết niệm Phật ăn chay và khuyên 1000 ký gạo. Là bây giờ là bé Tường Lam là kêu gọi là giúp đỡ 1000 ký gạo mà cái sắp sửa ra 1000 tấn gạo hủy gì ơi, phát hoài tới hoài chừng nào nó 1000 ký nó trở thành 1000 tấn ha. Thế nên vậy mà hôm nay giờ đây bà con mình cũng gắng là coi như trong tâm thường là nhớ niệm Phật ăn chay giống như bé Tường Lam của quý vị. Vậy thì qua tôi sẽ đọc một đoạn giảng để cầu chúc cho quý vị trong ngày phát quà hôm nay. Cái đoạn mà Đức Thầy cho biết là ai trung hiếu niệm Phật sẽ được những hộ hôm qua sắp tới khi Đức Thầy trở về. Nam Mô A Di Đà Phật. Trời đất mấy muôn trần muôn dùng kinh người đã thiếu trung ngàn đời thân phàm vô dẫn nàng thường thi chùa nào trong chùa hồng trong chùa hồng sĩ tử dẫn chào trong xin có lỗi giờ đọc qua 8 điều khổ đi. 8 điều khổ con người chúng ta ai cũng trong lòng 8 điều khổ gắn niệm Phật để được về cực lạc hưởng 8 điều vui. Đừng 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 cả từ xưa dạy bao khổ ba bà nhiếp lại bấm nữ hoàng bởi chúng sanh mang lấy sớt mong khổ tư nhất sự sanh là gốc vào bụng mẹ chúng quanh quanh bao bọc có cách nào áo chốn ngọc tổ bụi mẹ đau quyết kịp hình thâu lúc mẹ đói giường reo lòng bằng ta kể sơ những điều bi đoạn lão khổ thứ gì sinh như cài đầu trẻ thờ đơn tuổi thành nhân thơ chấn còn đến lúc mòn thân nhân lầm dùng dùng tâm vui ngài nàng đi đứng đỡ đứng trong trời thử nghĩ coi mà nhập cùng dân đoạn thứ ba mẹ mình là nhân lâu mình và phát thân ơi bởi thời mai những say biến thời thêm muốn ngăn chẳng đường điều hòa là liên nhân căn mình đi phát ra không cần cần không mê giấc nhoi cơn bệnh hoạn cần không tránh nổi cần thật tập mở tập đi lại từ đây với lúc chia lìa đoạn tử vào tư tư thân dài
trần dương thế hữu hình đắc đại, tới sanh ra khổ hải đau trà, chạy bao thêm dài dấu dành mưa, ngày cuộc sức quyền thần ban ngơ. Lạnh hấp hối đắp thần sao xa, chỉ dẫn vào kinh sợ vô cùng. Rồi màn lần đến lúc lâm chung, và khỏi tận theo đồ bảo thương. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì được một cái duyên lành hữu duyên, được cũng như ở đây là có cô Dư nè, chú Ba Hùng nè, nghệ sĩ Kim Tiểu Lâm nè, Tuấn Dũng, Châu Phú và tất cả những cô chú anh chị đến đây để hỗ trợ tiếp về phần phát quà. Rồi sau cùng chương trình phát quà được thành công rất là tốt đẹp, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các vị để hỗ trợ cho thành hậu để làm tròn một chương trình này. Và một lần nữa xin cầu chúc cho tất cả các vị tu sĩ luôn luôn tu hành tinh tấn trong suốt một năm, mau đạt thành chánh quả và nguyện bất lành cho những vị mạnh thường quân cùng quý vị theo hỗ trợ cho chương trình pháp hòa phụ mẫu một tại đường Tăng Long Phước Thọ quá khứ trực dạng Tây Phương, thì nguyện đem công đức lành để hồi hướng cho bá tánh dạng dân từ tâm bác ái giải thoát nguy ly, và cầu chúc cho quý vị bước qua từ năm mới được vạn sự kiết tường an lạc. Lễ phép kính chào Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, nhờ cái bé Trần Lam kiếp trước của tôi còn quay đầu trở lại để tu tiếp, là trung tâm nhớ lại những kiếp trước, những bài kinh, những câu chú và viên mọi người ăn chay niệm Phật làm lành nhất là 1.000 kg gạo. Thì năm nay được sự hưởng ứng trong và ngoài nước và có hôn nghệ sĩ Kim Tiểu Lâm về để phát động cái phong tặng cho gạo bà con ở cái miền Nam nước Việt, và điều kiện thì chúng ta cả Nam Trung Bắc đều đi luôn. Vậy qua cái buổi phát quà bữa nay ở cái vùng núi non, thì tôi thấy những gương mặt là quý vị mình là những người tu tới nhận quà, thì tôi nghĩ rằng những cái món quà của cô cô bên cô Dư ở bên Mỹ về sẽ tạo điều kiện cho quý vị có cái động lực, quý vị ăn vào và cái thân thường khỏe mạnh và cái tâm càng thanh tịnh, và quý vị tu mau sớm được chứng thành đạo quả để hầu nhiều dắt mình và toàn nhân loại chúng sinh đều được giải thoát. Thì kính chúc quý vị trong năm mới ai cũng đều là coi như sức khỏe, ai cũng đều tu tinh tấn, ai cũng đều thành đạt đạo quả. Tôi có đôi lời trên đây xin tạm dừng. Nam Mô Di Đà Phật. Cái Kim Tế Âm Tiến Dũng hả? Dạ. Sau khi được sư cô từ bên Mỹ về kết hợp cùng với anh nghệ sĩ Kim Tiểu Lâm và bà con đồng đạo như thành hậu Châu Phú chú Ba trao gửi những phần quà của tôi hôm nay thì rất là quý báu, bởi vì đầu năm và thành hậu phát động coi như là trợ duyên phát quà này là công đức rất là vô lượng. Và cảm ơn sư cô đã không ngại từ ở Mỹ về đây để trợ duyên cho người tu, và chúc cho sư cô được sức khỏe và Nam Mô A Di Đà Phật. Cái đó thì Kim Tiểu Long bà con mình nghĩ rằng ngay ban đầu này không có ai bằng nghệ sĩ, nhưng mà bây giờ nghệ sĩ bắt đầu chuyển qua thành tu sĩ, tu sĩ thì sau này mới đi về tới cõi Phật nổi, còn nghệ sĩ không có tới, cho nên vậy mà kính mời nghệ sĩ có đâu rồi. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, thưa chú Ba, thưa cô, một cái buổi từ thiện cho rất là trong chương trình để phát quà cho bà con làm những người vui và hạnh phúc như gặp ở các ông bà cô bác ở trên vùng núi với bà con ở đây. Long cuộc đời của Long đó là bây giờ vừa đi và vừa tu, có nghĩa là ai ông bà cô bác tất cả quý vị cái điều gì đó thì Long giúp được gì trong cái khả năng của Long thì Long sẽ cái sự ở tu hành tinh tấn của Long là Long sẽ giúp cái bà rồi sẽ niệm Phật rồi bớt làm lành lắm dữ, nếu mà mọi việc ở trong cuộc đời cần cái gì đó và cái khả năng của Long lập thành tất cả với cái khả năng của mình. Nam Mô A Di Đà Phật. Tại Việt Nam
giờ kim tiểu bông hát rồi đó, giờ tôi chắc là bán như cái khoảng 10 tỷ, mà bây giờ chắc 5 tỷ làm cái cuối năm luôn. Hai trăm mặt. Cái gì mà hay tự nhiên kỳ quá biết nữa. Thì già đúng rồi, chắc vậy quá à. Bữa ở bé thì làm gì mình vừa rung mà vừa khóc hoài mà không thể nào mình cầm nước mắt được. Nước mắt tự nhiên nó chảy mà mình không thể nào mình ngưng được á bữa đó. Dạ. Thì hôm nay mình rất là vui, sự thật mà nói vui lắm chứ không phải là ấy, mình vui thật sự ở trong tâm. Nhất là có Tiểu Long về đây, hồi đó giờ lần đầu tiên mình gặp. Dạ. À, hồi đó giờ mình biết là Lý Tiểu Long là coi như là rất là nổi tiếng, nhưng mà tại vì mình lo tu hành không, mình không có nghe cái vụ mà ca hát này nọ cho nên là mình không biết. Bây giờ lần đầu tiên mình biết thì mình nghe mà theo chú Ba đây để mà học qua Phật pháp và ăn chay biết niệm Phật và tình tiền duyên nghiệp mình đều tất cả bỏ qua hết thì mình rất là mừng. Sự thật mình rất là mừng, giống như là cái đường của Long đi là đúng với lại chánh pháp. Mình cũng vậy, hồi xưa mình cũng quậy lắm chứ không phải được như vậy đâu. Mình mới xuống tóc mà mới ăn chay vậy thôi chứ hồi xưa ở Cali như là mình quậy tung hết trơn à. Dạ, thì mình cũng giống như vậy. Khi mà mình nghe chú Tiểu Long nói là y hệt như cái trường hợp của mình, thì hồi xưa quậy thì bao nhiêu thì bây giờ mình trở về cái tâm đạo bấy nhiêu, cho nên mình mới quay về. Và mình có tiền bao nhiêu thì khi mình chết mình cũng nhắm mắt ra đi, cũng tay trắng mà thôi. Dạ. Cho nên hai anh em cũng giống nhau lắm. Và giống nhau về cái đường tình, và cũng giống nhau về cái con đường đạo. Thì mình rất là vui mừng. Rồi ngày hôm nay thì gặp tất cả các anh em YouTube và cũng như là những ni và tăng hôm nay cũng có đến để mà tham dự mà lãnh các phần quà thì rất là có ý nghĩa. Và cộng thêm cái chung quanh đây, quý vị mình thấy rất là vui và hoan hỷ khi mà nhận được cái phần quà đó. Thì mình thật thật cảm ơn tất cả các quý vị ở đây và cũng như là chú Ba. Dạ. Tiếp tục là cho phú anh em với châu chấu người cho nhân vậy mà cũng nhờ phát động công nhờ tối đa chỗ nào khổ là có châu cháu đó hôm nay cho phú người cái đây là bà con. Hồi nãy con mới giới thiệu em của châu Thanh mà bây giờ chú Ba nói em của châu chấu nữa mới ha. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, cảm nhận của châu Phú thì khi mà gặp anh Long cùng với các huynh đệ đó vị, lúc nào thì cũng ngậm ngùi xúc động chứ vị. Một người từ bên Mỹ mà nhận được cái lời mà cũng như là tưởng nhớ tới thầy, gặp thầy khi về Việt Nam vị và phát tâm ăn chay vị, thấy rất là thương. Và lần nào là đi về gặp chú Ba Hùng là cũng gặp nạn chứ ha. Đợt rồi thì là xém là lặt thuyền dưới sông, hôm qua thì vừa gụng làm anh giật mình đó. Giờ tưởng là tới nữa quý vị đó. Cho nên là qua đoạn video hôm nay thì châu Phú xin kính chúc cho trên con đường làm ăn thì lúc nào cũng được thuận lợi, tu hành thì cũng tinh tấn, và đặc biệt đó là phát tâm làm lành cùng với các anh em YouTube và giúp đỡ cho bà con, giúp đỡ cho những vị tu sĩ như thế này hoài. Và xin kính chúc cho sư cô cùng toàn thể quý anh em, quý huynh đệ có mặt tại đây và quý quân trong nước và ngoài nước làm ăn thuận lợi, gia đình hạnh phúc, phụ mẫu tại đường được tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật, thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Quý vị mình hôm nay con nuôi của Kim Tử Long nó là 23 tuổi, nhưng mà nó là đồng heo nghe đi thất là niệm Phật thì tương lai quan thượng cổ cũng có thân hình mấy hết giống như mình. Nhưng mà bây giờ tuy là kiếp trước không biết làm sao thân hình nhỏ gọn, nhưng bây giờ biết đạo thì tin chắc rằng tương lai sẽ có thân khác. Để tâm sự với bà con khán giả nha. Là khán giả bà con mà xem ở trên YouTube á, mà đi thấy Long với bé Liên với bà ngoại đi á, nói là hôm qua đi vô nhà chú Ba và nói là với bà ngoại, nghĩa là sợ bé Liên với bà ngoại bệnh không có đủ sức khỏe,
bà con cô bác cứ yên tâm nha, không phải cái chuyện đó đâu. Bỏ bé Ly với bà ngoại ở nhà thì bé Ly với bà ngoại mới bệnh đó. Còn chứ mà bé Ly với bà ngoại mà đi theo Ba Long, đi theo Kim Tiểu Long như gì, bà con cô bác cứ yên tâm là coi như đi rồi rỗi, không bao giờ, cũng không bao giờ có bệnh trong đó. À, ngộ vậy đó, nhưng mà bỏ ở nhà là bà ngoại giận đó. Thiệt mà, đi theo như vậy mà rất là thích, mà nơi đi coi đi ca đi hát rồi làm mặt đi ngồi coi Ba Long ở dưới vậy mà bé Ly rất là khỏe. Nhưng mà để ở nhà bà ngoại với bé Ly cứ bệnh hoài à. Đó, như nên là đây là Long nói cho mọi người cứ an tâm nha. Mời mời anh Di Đà Phật. Dạ, sao không là, dạ, sao không là, chương trình sao không là quý vị mình à, trong đoàn sẽ chụp hình với nghệ sĩ Kim Tiểu Long và nghệ sĩ Tiến Dũng nha. Dạ, dạ, để bà con nào dùng lớp dùng còn thành hậu hôm nay phải hát tặng cho bà con với anh Kim Tiểu Long một bài tăng cổ mới được. Sư huynh thành hậu ơi, đây sẵn nói đây nè, Tiến Dũng nó hồi nãy có hứa là bán cho Kim Tiểu Long 1.000 đất bán rẻ để cất cái thất ở đây đó. Đó. Chút xíu nữa dẫn anh Lâm đi coi luôn, đi coi hai cái nền, để Lâm chọn cái nền nào ha. À, tại vì hai cái nền này Tiến Dũng muốn phát tâm để mà bán phát gạo cho bà con mình trong dịp Tết này, bán hai cái nền 550 triệu để phát 30 tấn gạo, nhưng mà bây giờ bán chưa được, nhưng mà cũng may là bà con mình thấy Tiến Dũng phát tâm vậy, mình không biết là sao mà bà con ủng hộ quá xa đi, năm nay phát hơn cái mình phát nguyện nữa, mình phát tâm 30 tấn nhưng mà bà con ủng hộ 32 tấn. Đó, thành ra thì anh Long ủng hộ giúp cho Tiến Dũng một lần này, thì Tiến Dũng cũng mua gạo phát cho bà con mình luôn. Đó, cũng như là chung tay nhau. Nhưng mà Long cũng muốn về đây có một cái tịnh thất để khi mà mình đi hát xa về, mình về dưới đây thì ít nhất cũng gần tất cả ông bà cô bác anh chị đồng đạo, đúng không? Cất vậy thôi chứ thật ra cũng để cho Tiến Dũng ở nè. Nhớ không? Cất vậy thôi chứ để Tiến Dũng nó quản lý dưới đây ha. Cho nên là thì nó tóm lại thì thuận tiện thì cũng phải có ngân, nhưng mà ngân thì như thế nào cũng phải giải ngân chút xíu. đúng rồi rồi ok rồi sao rồi mời bà con mình vào trong dùng cơm, trong lúc bà con dùng cơm thì nghe thành hậu hát và tăng cổ tặng cho bà con mình ha.